23. Tứ trang chủ đắc tội rồi. Kiếm thuật của Phong huynh đệ đúng là cao minh hơn ta, tiểu đệ tâm phục khẩu phục. Nè, ta kính một chung. Mời. Lúc nãy cùng tứ trang chủ so hết mười mấy chiêu, tứ trang chủ cũng không thua chiêu nào, cho nên chúng ta coi như bất phân thắng bại. À, không không không, thật ra ngay từ chiêu đầu tiên ta đã thua rồi, mười mấy chiêu sau đó chỉ là dư thừa. Đại ca nói ta không có phong độ quả thật không sai. Không không không, tứ trang chủ, tôi thấy người không chỉ là tủ lượng cao, phong độ càng cao hơn. Trong Mai Trang tứ hữu, võ công của ta là tệ nhất. Tuy là ta chịu thua, nhưng mà nhị ca và tam ca chưa chắc chịu thua đâu. Ủa, được, để tôi lãnh giáo thử coi. Nếu vậy xin nhờ tam trang chủ chỉ dạy cho. Yes. Đinh Kiên, rót mỹ tửu bồ đào cho ta. Nếu như Phong công tử đã là bạn hữu của cô nương sắc đẹp như hoa kia, thì cũng là bạn hữu của tôi. Vậy bút của tôi thôi thì chấm rượu không chấm mực. Chấm mực? Phải, mực mà tam ca ta chấm được bào chế từ một loại thuốc đặc biệt, dính vào da thịt sẽ để lại dấu, không thể xóa được, rửa cũng không sạch. Nếu tất cả đều là bằng hữu của nhau thì không cần phải chấm mực. Vậy sao? Vậy thì phải đa tạ tam trang chủ bút hạ lưu tình. Cậu phải chú ý, bút pháp của tôi tới từ Bùi Tướng Quân Thư, căn cứ vào sách của Nhan Chân Khanh biến hóa mà ra. Tổng cộng có 23 chữ, mỗi chữ có từ 3 chiêu tới 10 chiêu. Nghe nói võ công của cậu cao cường lắm, cậu đừng có sợ nghe. Không đánh nữa. Hư hết rồi, không thể giết được nữa. Sao hả? Hả? Chữ có đẹp không? Nếu như lỗ công còn sống cũng không viết được mấy chữ này đâu nghe. Đúng là rồng bay phượng múa, không ai sánh bằng. Võ công của Phong huynh đệ cũng coi như hơi cao một chút, nhưng ta viết chữ rất đẹp. Cậu cũng được gọi là ngọc thụ lâm phong, còn ta thì phong lưu phóng khoáng. Hai người chúng ta cũng coi như bất phân thắng bại, phải không cô nương? Phải, hai người đều có tài riêng, bất phân thắng bại. Tam ca, không có rượu ngon của đệ, huynh làm sao viết được mấy chữ đó? Được rồi, hai đệ đừng đứng đó nói khoác nữa. Phong huynh đệ đây, tam đệ tứ đệ của tôi sinh ra đã nghịch ngợm, tuyệt đối không phải là thua mà không nhận. Tôi biết chứ, cho nên bây giờ vẫn là hai bên bất phân thắng bại, vậy mấy món đồ này của tôi cũng không bị thua hết. Được. Huh?
Tại hạ sẽ dùng bàn cờ này để so tài với thiếu hiệp đây. Nghe nói bàn cờ của nhị trang chủ đây là một bảo vật, có thể hút hết tất cả các loại binh khí và ám khí. Phong đại ca, huynh phải cẩn thận đó. Ê, vị cô nương đây đúng là kiến thức uyên bác. Thật ra bàn cờ này của tại hạ không phải là bảo vật gì, chỉ là một miếng nam châm có thể hút được các con cờ bằng sắt. Nó được dùng trên các chiến thuyền trong lúc đánh cờ, con thuyền lên đên cũng không bị rơi ra ngoài. Cũng may là có Doanh Doanh nhắc nhở, nếu không thì kiếm của mình sẽ bị hút mất, không cần đánh cũng thua. Vậy xin mời nhị trang chủ chỉ giáo nhiều hơn. Mời. Mời. Hòa nhau, bất phân thắng bại, bất phân thắng bại. Ở trong ván cờ này, cả hai đều sống. Nhị trang chủ đúng là đại trí đại dũng, đấu với Phong đại ca đến bất phân thắng bại luôn. Đúng vậy. Tả cô nương đừng chê cười. Hổ thẹn hổ thẹn, đích thực là tôi đã thua một cách hồ đồ. Vậy quý trang của các người, còn có người nào có thể thi đấu với Phong đại ca của tôi không? Cái này sao cô lại hay là thử mời đại ca ra tay đi. Để mời thử đi. Hai vị đợi một chút, tứ đệ tiếp đãi họ nghe. Làm sao đi Phong huynh đệ, nào mời đến phòng khách chúng ta uống thêm một chung. Được đó. Được, mời. Mời. Hai bức tự họa, mấy quyển kỳ phổ đã mê hoặc các đệ tới như vậy rồi, đánh mất lý trí, xấu hổ. Tự họa kỳ phổ không phải là vật yêu thích của huynh cho nên huynh mới nói vậy. Nè. Nè. Nhưng mà trong tay của họ còn có một khúc phổ tên Tiếu Ngạo Giang Hồ, tin chắc đại ca cũng không chịu nổi phải không? Đó là quyển khúc phổ gì chứ? Ta chưa bao giờ nghe qua. Vậy huynh nghe Quảng Lăng Tán chưa? Quảng Lăng Tán? Ừ, nghe nói khúc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ đó được sáng tác dựa trên nguyên khúc của Quảng Lăng Tán đó nghe. Nhưng mà Quảng Lăng Tán sau đời Nghi Khang Tây Tấn thì đã bị thất truyền từ lâu rồi. Họ nói là
họ từ trong mộ của Thái Ung Đông Hán đào ra đây á, còn giả được hay sao hả? Nhị ca, nói chuyện đi. Đại ca, phúc khổ đó đệ đã xem rồi, chắc chắn là thật. Nhưng mà khúc phổ hiếm có như vậy, chỉ có đại ca huynh chính mắt nhìn thấy mới nhận ra là thật hay giả. Ơi, được rồi, nếu đã như vậy coi thử cũng được. Ê, Phong thiếu hiệp, đại ca tôi cho mời, mời theo tôi vào trong đó. Đa tạ. Ê, xin tả cô nương ở ngoài này đợi cho. Tại sao? Tả cô nương đừng lấy làm lạ, đại ca ẩn cư bấy lâu, từ đó tới giờ không có tiếp khách lạ. Lần này nghe nói Phong huynh đệ có kiếm thuật tinh thông, trong lòng ngưỡng mộ mới chịu gặp mặt. Xin tả cô nương đây hãy thông cảm giùm cho. Không thể gặp đại trang chủ, đúng thật là đáng tiếc. Phong đại ca, nếu như đại trang chủ thắng được kiếm pháp của huynh, vậy thì khúc phổ tiếu ngạo giang hồ của muội sẽ lọt vào tay người khác. Quyển khúc phổ đó là chính tay huynh tặng cho muội, trong lòng muội có chút không nỡ. Mình chính tay tặng cho cô ấy, mình đã lục trúc, đích thực chính tay tặng khúc phổ cho Đông Phương cô nương. Trong chuyện này có phải là có hiểu lầm không? Cho nên muội đã chép ra một bản. Huynh cầm lấy đi gặp đại trang chủ đi. Ba vị trang chủ, ý của ba vị thế nào? Kỳ phổ và cầm phổ hay như vậy nên được lưu truyền vạn thế mới thể hiện được phong nhã. Cho dù là bản phụ đi nữa, đại ca của tôi cũng không ngại. Bản gốc được cô nương lưu làm kỷ niệm cũng dễ hiểu, cũng dễ hiểu thôi. Đa tạ ba vị trang chủ hiểu cho. Phong đại ca, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm đấu kiếm với đại trang chủ đi. Phong huynh đệ, mời. Vạn bối bái kiến đại trang chủ. Nghe nói Phong thiếu hiệp là truyền nhân của Phong lão tiên sinh, lão phu vô cùng ngưỡng mộ võ công và con người của Phong lão tiên sinh, nhưng mà đáng tiếc không có duyên gặp mặt. Hôm nay có thể gặp được truyền nhân của Phong lão tiên sinh, lão phu cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay. Không biết Phong thiếu hiệp có phải là con cháu của Phong lão tiên sinh hay không? Vạn bối là đệ tử chân truyền của Phong lão tiên sinh. Chẳng qua là vạn bối tư chất ngu muội, không đạt được 1/10 kiếm pháp tinh diệu của Phong lão tiên sinh. Thiếu hiệp đã khiêm tốn quá rồi. Nếu như công lực của thiếu hiệp không bằng 1/10 của Phong lão tiên sinh, vậy thì ba vị đệ đệ của ta đâu có bại dưới tay của thiếu hiệp đâu. Điều đó có thể cho thấy công lực của Phong lão đúng là thâm sâu khó lường. Vạn bối chỉ tùy ý thi đấu với ba vị trang chủ, tới giờ bất phân thắng bại, học hỏi lẫn nhau thôi. Tuổi còn trẻ lại không kiêu căng, thật đúng là hiếm có. Trang chủ quá khen. Nghe nói thiếu hiệp có một quyển cầm phổ tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ, diệu kỳ phi phàm, thế gian hiếm có. Hơn nữa trong đó còn có ẩn chứa một phần tinh hoa của Quảng Lăng Tán. Lão phu cũng là người yêu âm nhạc, nhưng mà trong các cầm phổ chưa từng nghe nói đến cầm phổ này đâu. Đại trang chủ, quyển cầm phổ này là sáng tác gần đây, mời trang chủ xem qua. Khúc nhạc này cần phải cầm 6 hợp tấu,
khúc phổ rất dài. Trên đời lại xuất hiện một cao nhân về nhạc, vậy mà lão phu lại không biết. Xem ra lão phu ẩn cư lâu năm, đúng là không biết gì hết rồi. Khúc nhạc này thiên biến vạn hóa, lúc nhanh lúc chậm. Dám hỏi thiếu hiệp, có thật là đàn được hay không? Đích thực có thể đàn ra được. Phong thiếu hiệp nói như vậy, không lẽ cũng là cao nhân về mặt này sao? Dĩ nhiên vạn bối không phải, nhưng mà vạn bối đã từng nghe qua hai lần. Một lần là một người đàn một người thổi sáo, đàn sáo cùng hợp tấu. Khúc phổ này là do hai người đó sáng tác ra. Hả? Vậy còn một người đàn nữa hiện đang ở đâu? Người còn lại là một cô gái. Cô gái sao? Xin hỏi thiếu hiệp, cô gái đó là ai? Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Phải rồi, cô ấy là ai? Người đội nón đó đích thực là Đông Phương cô nương, nhưng lúc nhận trầm phổ mình lại không nhận ra dung mạo của cô. Không lẽ người nhận trầm phổ thật sự là Doanh Doanh? Tiền bối, lúc mà tôi nghe cô ấy đàn là cách một tấm màn, cho nên tôi không nhận ra dung mạo cô ấy. Ngay cả tuổi tác của cô ấy vạn bối cũng không rõ. Tôi chỉ biết lúc đó tôi kêu cô ấy là bà. Bà sao? Dám hỏi thiếu hiệp, vị bà đó đàn có hay không? Người đó đàn rất hay, người đó cũng từng dạy tôi cách đàn, chỉ đáng tiếc tôi còn chưa học hết được một bài. Không giấu gì thiếu hiệp, hồi trẻ lúc lão phu học đàn cũng có sự từng trải giống như thiếu hiệp đây. Đêm đó có một vị cô nương đột nhiên bỏ đi, từ đó không rõ tung tích. Lão phu chờ đợi cũng đã hơn 50 năm rồi. Tôi nghĩ người mà thiếu hiệp nói chắc không phải là một bà đâu. Chắc cô ấy đã không còn trên thế gian này đâu. Đêm đó lúc mình ngất xỉu, Đông Phương cô nương cũng mất tích. Không biết cô ấy đã đi đâu, cũng không biết còn có thể gặp lại cô ấy không. Sao còn chưa ra nữa? Chuyện của quá khứ đã thành mây khói. Tại sao lão phu lại nói mấy chuyện này ở trước mặt thiếu hiệp vậy chứ? Lão phu thật là xấu hổ. Không có gì, xem ra đại trang chủ là một người trọng tình. Vạn bối thật sự bái phục. Người ta nói bảo kiếm tặng anh hùng, người sáng tác ra khúc phổ này cũng mong muốn nó tìm được tri âm để tránh thất truyền vạn thế. Trang chủ, đây chỉ là bản chép lại của bản chính, nếu như trang chủ không chê thì xin cứ giữ lấy. Ơi, tục ngữ nói vô công bất thụ lộc. Lão phu và thiếu hiệp chỉ là tình cờ gặp gỡ nhau thôi, sao có thể nhận món quà lớn như vậy được. Trả cho thiếu hiệp đi. Phong thiếu hiệp và Thảo cô nương đến thăm bổn trang, nhất định là có việc cầu kiến. Thiếu hiệp cứ nói đi đừng ngại. Thật không dám giấu trang chủ, trước khi tôi cùng Thảo cô nương tới quý trang, danh tiếng của bốn vị trang chủ tôi không hề biết, lại càng không biết trên đời này lại có một nơi như Mai Trang đây. Vạn bối tại thô học thiển, không dám cầu xin gì. Lão phu cũng rất lấy làm lạ đó. Bốn huynh đệ tôi ẩn cư đã lâu, người trong giang hồ rất ít biết đến. Hơn nữa cũng không có dính dáng gì đến ngũ nhạc kiếm phái đâu, sao lại tìm đến tận cửa chứ? Được rồi, Phong thiếu hiệp thẳng thắn như vậy, lão phu tuyệt đối không lợi dụng cậu đâu.
Nếu như Tả cô nương đã cá cược với bổn trang, vậy lão phu sẽ cùng với cậu đấu vài chiêu được không? Bốn vị trang chủ không cười chê tôi, vạn bối đã cảm kích vô cùng. Tôi làm sao dám tỉ thí với đại trang chủ. Ê, nếu dừng đúng lúc thì có gì phải sợ đâu. Phong thiếu hiệp, cứ coi sáo này là kiếm đi. Lão phu sẽ dùng cây đàn này làm binh khí. Tuy là hai loại nhạc cụ này không có giá trị liên thành, nhưng mà trên giang hồ cũng được cho là hiếm có. Hai chúng ta cũng đâu nỡ phá nát loại nhạc cụ này đâu, đúng không? Phải dừng đúng lúc, không được liều mạng quá. Được, xin đại trang chủ chỉ dạy. Mời. 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 Trang chủ đắc tội rồi. Ê, trời, sao rồi? Sao không bị thương, không chứ? Bị thương chứ? Vậy kiếm pháp của Phong thiếu hiệp đúng là hiếm có. Sao? Nhưng mà nói về nội lực lại càng làm cho lão phu khâm phục. Giao cầm vô hình kiếm của lão phu ở trên giang hồ có thể coi là một môn tuyệt học, nhưng ở trong tay của thiếu hiệp cũng chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi. Xem ra lão phu sắp biến thành ít ngồi đáy giếng rồi. Thấy sao hả? Đại trang chủ, nội lực thâm hậu. Đại trang chủ, hả? Thật không dám giống. Tôi không sợ vô hình kiếm khí trên đàn của ông. Không phải vì nội công của tôi thâm hậu, mà ngược lại, bởi vì giảng bối đang bị thương nặng, cho nên nội lực mất hết, không có phản ứng gì vậy đối với âm khúc. Phong thiếu hiệp, có thể để cho lão phu bắt mạch cho cậu được hay không? Mời. Lão phu vô dụng, đúng là vô dụng. Ê, thật không ngờ. Ơi, thật không ngờ đó. Vị thiếu hiệp đây, tại sao lại nói ra bí mật đó vậy? Ê. Đại trang chủ, lúc nãy trong lúc thí võ, tôi cố tình che giấu đã là không hay rồi, sao có thể tiếp tục che đậy? Hơn nữa, đại trang chủ cấy đàn tay trâu lại gặp phải một con trâu lì lợm như dạng bốn. Xem ra là vậy. Giao cầm vô hình kiếm của lão phu cũng không phải là phế vật đâu. Ơi, không phải là đoạn quyền vô dụng kiếm. Ê, vị thiếu hiệp đây đúng là thẳng thắn. Nhưng mà cậu không sợ nói ra bí mật này, bốn huynh đệ tôi đây sẽ làm hại cậu sao hả? Tứ đại trang chủ đều là anh hùng hào kiệt, không phải tiểu nhân, cho nên tại hạ không cần phải lo lắng. Hả? Phong huynh đệ và bốn huynh đệ ta mới gặp đã quen, giờ huynh đang bị thương nặng làm cho nội lực mất hết. Đại ca ta có quen một người y thuật rất thần kỳ, nhưng tính tình có hơi kỳ lạ. Ơi, không sao hết. Nể mặt của lão phu đây, hắn nhất định sẽ trị cho thiếu hiệp thôi. Không biết người mà trang chủ nói có phải là Bình Nhất Chỉ đại phu không? Ơi, đúng vậy đó. Nửa tháng trước Bình đại phu đã bắt mạch giùm tôi rồi. Ông ta nói lực bất tòng tâm. Vậy thì lão phu sẽ viết một bức thư, cậu đến Linh Thú Tự tìm Phương Chính Hòa Thượng, chỉ cần ông ta truyền dịch chân kinh cho cậu, nội thương của cậu nhất định sẽ khỏi thôi. Đa tạ mỹ ý của đại trang chủ. Đáng tiếc dịch chân kinh chỉ truyền cho đệ tử bổn môn, cho nên mỹ ý của bốn vị trang chủ tại hạ xin nhận. Sinh tử có số, cứ để nó tự nhiên. Vậy được thôi. Phong thiếu hiệp, lọ thuốc này là do tiên sư để lại, rất có hiệu quả trong việc trị thương. Chúng ta cũng coi như là quen biết, đây cũng là chút tấm lòng của tôi, xin hãy nhận cho. Đa tạ trang chủ, giảng bối cáo từ tại đây.
10. À, mời. Nếu như ở trong Mai Trang không ai thắng được Phong đại ca, vậy thì xin được cáo từ. Ba vị trang chủ, cáo từ. Ê, cháu từ. Khoan đã. Trong bổn trang chúng tôi còn một cao thủ cũng coi như là tinh thông kiếm pháp. Chúng tôi muốn kêu hắn tỷ thí với thiếu hiệp đây. Nhưng mà chúng tôi phải hỏi lại đại ca đã, xem huynh ấy đồng ý hay không. Còn phải đợi đại trang chủ đồng ý. Vậy người này không phải là con cháu đời sau của ông ta, cũng là thuộc hạ dưới trướng của ông ta. Không lẽ võ công của hắn còn hơn cả đại trang chủ sao? Ê, sao hắn có thể? Sao có thể chứ? Chuyện này thật là không tiện nói ra. Nhưng mà có tỷ thí được hay không thì phải hỏi qua đại ca thì mới biết được. Hai vị đợi một chút nha. Nếu đã như vậy chúng tôi đợi cũng không sao. Ông mau đi hỏi đi. 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 Phong huynh đệ, bên đó ta còn trút dịp thanh trăm năm. Nào, chúng ta vừa uống vừa đợi. Mời. Vừa uống vừa đợi. Tả cô nương, dám hỏi quý danh. Hả? Dám hỏi tả cô nương nhiêu tuổi? Vậy đi, tôi ngâm hai bài thơ. Không được. Nếu như bốn huynh đệ ta đã thua rồi thì cho dù hắn có bảo vật gì cũng không được mơ tưởng đến đâu. Hay. Đại ca, thật ra cô nên nghĩ kỹ lại đi. Ở trong Mai Trang này có một người có thể thắng được đó. Ý để nói là người đang giam trong ngục hay sao? Đúng vậy. Chỉ cần hắn đồng ý tỷ thí với Phong thiếu hiệp vậy thì được rồi hả? Nhất quyết không được. Không lẽ nhị đệ đã quên tại sao chúng ta phải ẩn cư ở đây? Chúng ta đang gánh vác trách nhiệm gì hay sao? Hay, lão già đó bị giam trong đó dù có cánh cũng khó bay. Hey, theo ý của đệ, võ nghệ của lão già đó chắc chắn cao hơn Phong thiếu hiệp một bậc. Chỉ cần hai người tỷ thí, Phong thiếu hiệp mà thua thì mấy bảo vật đó không phải sẽ là của chúng ta sao? Ta nói cho đệ biết, tuyệt đối không được đâu. Nếu như có sơ suất gì thì ta và đệ làm sao gánh vác nổi đây hả? Đại ca, tất nhiên tiểu đệ có kế sách vẹn toàn rồi. Hả? Khúc mời. Hạng hướng thiên ca, bạch mao phùng lục thủy. Uống nửa đi. Hồng Phong thủy phất thanh ba. Phong huynh đệ, đại ca, bài thơ đại này. Ca đồng ý rồi. Đại ca đồng ý rồi, đồng ý rồi. Đồng ý rồi hả? Đồng ý rồi. Thiếu hiệp, cao thủ ở trong trang nghe nói kiếm thuật cậu tinh thâm nên muốn tỉ thí với cậu. Ý của cậu thế nào hả? Như trang chủ, nội lực của giảng bối đã mất. Nếu bàn về nội công thì tuyệt đối không phải đối thủ của vị cao thủ đó. Phong huynh đệ, tuy là võ công của hắn cao cường nhưng huynh không cần phải sợ hắn. Chỉ là cùng nhau nghiên cứu thôi mà, sợ thì phải đó. Phải đó. Vậy chúng ta đấu một trận đi. Được. Phong huynh đệ, mời đi theo ta. Mời. Tả cô nương à, hay là cô cứ ăn uống nghỉ ngơi ở đây chờ chút đi ha? Không được, tôi không yên tâm, tôi cần phải đi theo. Ý của tả cô nương là không tin tưởng bốn huynh đệ ta sao? Không phải vậy đâu. Dĩ nhiên là tôi tin bốn vị trang chủ rồi, nhưng tôi không biết Phong đại ca sẽ thi đấu với vị cao nhân nào. Dĩ nhiên là tôi không yên tâm. Vị cao nhân đó luận danh vọng, luận võ công đều trên bốn huynh đệ của chúng tôi. Cho nên cô cứ yên tâm đi ha. Trên giang hồ luận về danh vọng, có thể xếp trên bốn vị trang chủ đây không có mấy ai. Cho hỏi là người nào vậy? Hắn hả? Võ công hắn? Chuyện này không tiện nói ra. Kỳ lạ khó hiểu, tôi nhất định phải đi coi. Tả cô nương, người đó ẩn cư đã lâu, không thích người lạ thấy được mặt thật của hắn. Không thể thấy được mặt thật của hắn, vậy Phong đại ca làm sao tỷ thí với hắn? Rất là đơn giản, chỉ cần đeo mặt nạ vô, lộ hai con mắt, vậy thì có thể không thấy rồi, phải không? Nếu đã như vậy thì tôi cũng có thể đeo mặt nạ. Nếu như mà tá cô nương dung mạo như qua nhất quyết đòi coi, tôi cũng không nỡ từ chối. Nhưng mà cô phải hứa với huynh đệ tôi một chuyện, lúc cô xem thi đấu từ đầu tới cuối không được nói lời nào hết nghe. Được mà, chuyện này tôi làm được, đa tạ ba vị trang chủ. Được, xin mời.
Vị cô nương này không được đến đó coi thi đấu đâu. Tại sao chứ? Lần tỷ thí này nếu có sai sót gì, hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng đó. Bốn vị trang chủ đều có thể đeo mặt nạ để xem, tại sao tôi lại không thể chứ? Nếu như cô nương đây nhất quyết đòi xem thi đấu, vậy thì chuyện này chấm dứt tại đây đi. Tôi đại ca, đại ca. À, đại ca, đại ca. Tả cô nương à, sao cô nương đang nghi vậy? Nhất quyết đòi xem, giờ không thi đấu được, cô nương vui lắm phải không? Tôi mất hứng. Ê, tả cô nương, không lẽ cô sợ chúng tôi sẽ liên kết lại ỷ mạnh hiếp yếu hay sao hả? Tả cô nương ơi, nhị ca phải tốn rất là nhiều công sức mới có thể thuyết phục đại ca tôi cho họ thi đấu. Cô nói đi, sao cô lại phá hoại vậy? À, thì đó. Ba vị trang chủ, ba vị đừng trách vì muội muội này của tôi, tại cô ấy lo cho tôi thôi. Thôi được rồi, được rồi. Mỗi người nhường một bước, bất quá thì tôi không xem. Cô nương chắc chứ? Nhưng mà mấy người phải đảm bảo công bằng. Đương nhiên rồi. Chúng tôi là hạng người bị ổi vậy hay sao? Tôi tin chắc ba vị trang chủ đều là cao nhân nhã sĩ, sẽ không giở trò gì đúng. Tôi chỉ lấy an toàn làm đầu thôi. Ba vị trang chủ, tôi và Phong đại ca có vài điều muốn nói. Tự nhiên. Đi. Nè, làm gì vậy? Phong đại ca, lát nữa khi huynh nhìn thấy người so kiếm với huynh thì bước lại bắt tay ông ấy, sau đó đưa cho ông ấy cái này. Sự việc trọng đại, cẩn thận hành sự. Tôi biết bây giờ huynh rất mơ hồ. Tôi hứa với huynh, sau khi thành công tôi sẽ giải thích đầu đuôi ngọn ngành của chuyện này cho huynh nghe, được không? Phong đại ca, lát nữa tỷ thí phải cố gắng lên nha. Nếu như huynh đánh thua thì mấy bảo vật vô giá này của muội phải tặng cho người ta đó. Yên tâm đi, giao cho ta. Phong huynh đệ, mời. 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 Phong thiếu hiệp. Thiếu hiệp à, lần này tỷ thí cả hai chỉ được dùng kiếm gỗ thôi, để tránh khi cả hai thi đấu nội lực cậu sẽ chịu thiệt đó. Đa tạ đại trang chủ đã lo cho tôi. Còn nữa, lần này thi đấu dù thắng hay thua, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Trang chủ yên tâm, lần này tôi tới Mai Trang không phải để cầu danh, sao lại đi rêu rao khắp nơi. Hơn nữa tôi thấy trận đấu này tôi bại nhiều hơn thắng. Thắng bại chưa phân, nhưng chúng tôi đều tin rằng Phong thiếu hiệp sẽ giữ kín chuyện này, tuyệt đối không tiết lộ với bên ngoài nửa lời quá trình thi đấu đâu. Đương nhiên ngay cả tả cô nương đi chung với cậu cũng không được nói đâu. Cả cô ấy cũng không được nói sao? Sự việc trọng đại, hy vọng thiếu hiệp hiểu cho. Được thôi, vậy tôi hứa với bốn vị trang chủ, quá trình thi đấu tôi nhất định sẽ không tiết lộ nửa lời với tả cô nương. Được rồi, vậy xin đa tạ Phong thiếu hiệp. Mời. Mời. Mời.
Bàn tính như ý của các người tính cũng hay lắm. Nhậm lão tiên sinh, vị thiếu hiệp này nói kiếm pháp của cậu ta là chân truyền của Phong Thanh Dương Phong lão tiền bối. Nhậm lão tiên sinh có muốn đích thân so tài thử hay không? Đại ca, sao huynh lại đụng tới nỗi đau của lão tiên sinh vậy? Nghe nói năm đó Nhậm tiên sinh tung hoành giang hồ, trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ Phong lão tiên sinh. Để còn nghe nói Nhậm tiên sinh còn có một ngoại hiệu gọi là thấy chó thì chạy. To gan, đúng là to gan không biết sống chết mà. Tam ca, huynh sai rồi. Ngoại hiệu của Nhậm tiên sinh không phải là thấy gió thì chạy, mà là ngửi gió thì chạy. Mọi người thử nghĩ xem, nếu như Nhậm tiên sinh có thể nhìn thấy Phong tiên sinh thì chứng minh khoảng cách không xa. Nếu Phong tiên sinh mà đến thì Nhậm tiên sinh chạy không thoát đâu, có đúng không? Đúng vậy. Cho nên khi Nhậm tiên sinh nhìn thấy Phong tiên sinh thì ông ấy đã quay đầu bỏ chạy, như là chó mất chủ vậy, đúng không? Đúng vậy, có lý lắm, có lý lắm. Thôi, nếu như ta dễ dàng bị gạt thì ta không mang họ Nhậm. Đại ca, để thấy Nhậm tiên sinh mới nghe nói huynh đệ này họ Phong thì đã hồn bay phách tán, tim gan bể nát rồi. Để thấy không cần phải thi đấu, bốn huynh đệ chúng ta cứ tự phong cho tiểu huynh đệ đây là đệ nhất kiếm pháp đương thế đi cho rồi. Phải, nói cho có lý. Vậy đi. Bốn vị trang chủ, tôi nhớ năm xưa lúc Phong lão tiền bối bàn luận kiếm pháp với tôi, đã từng nói với tôi đương kim thế gian nói về kiếm pháp, ông ta chỉ không phục một người là Nhậm lão tiền bối. Hơn nữa còn đặc biệt căn dặn, nếu tôi có thể chính mắt gặp được Nhậm lão tiền bối thì nhất định phải cung kính thành tâm thành ý thảo luận kiếm pháp với ông ấy. Tiểu huynh đệ nói rất hay. Phong lão tiên sinh không phải là một người tầm thường, ở trên giang hồ biết được sự kỳ diệu trong kiếm pháp của ta cũng chỉ có ông ấy. Ê nè tiểu huynh đệ, có phải ngươi đã đánh bại hết tất cả bọn chúng hay không? Cuối cùng ngươi cũng chút giận giùm ta. Tiểu huynh đệ, nói cho ta nghe, làm cách nào mà ngươi đánh bại được chúng? Tiểu huynh đệ à, lại đây, lại gần ta một chút đi ha. Tiền bối, người đầu tiên tại Mai Tràng đấu kiếm với tôi là Nhất Tự Điện Kiếm, Đinh Kiên. Tên họ Đinh đó có đáng là gì? Nhất Tự phá kiếm của hắn đều có lỗ hổng. Người kế tiếp lại. Người thứ hai đấu với tôi là Tứ Trang Chủ. Trời ơi, kiếm pháp của lão Tứ so với Nhất Tự phá kiếm kia chỉ cao con chút xíu thôi à. Nhưng mà hắn cũng có sơ hở, nếu người là truyền nhân của Phong lão tiên sinh thì chỉ trong vài chiêu là đã có thể đánh bại hắn ta. Người tiếp theo tỷ thí với tôi là Tam Trang Chủ. Lão Tam hả? Cái hắn sử dụng là bút phán quan, nhưng mà chữ hắn viết thì cũng không bằng con nít 3 tuổi còn làm bộ phù dung phong nhã. Hắn nói trong võ công của hắn bao hàm bút ý của các danh gia, đúng là ăn nói bậy bạ. Nếu như mà gặp phải địch thủ hùng mạnh, có thời gian rảnh để nghiên cứu thư pháp bút ý mới lạ đó, chỉ có tặng cái đầu của mình cho kẻ địch mà thôi. Tiền bối nói đúng lắm, Tam Trang Chủ đích thực có hơi trẻ con. Nhưng mà võ công của lão nhị thì không thể xem thường. Bàn cờ nam châm của hắn chiêu sau nhanh hơn chiêu trước như sấm sét gió thổi. Nè tiểu huynh đệ, ngươi sao mà phá được vậy? Nè, nói ta nghe. Qua đây nói ta nghe coi. Cũng không thể coi như là phá được, nhưng mà chiêu thứ nhất tôi xuất ra thì ông ta không thể không đề phòng. Nè tiểu huynh đệ, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba thì sao? Cũng là tôi công ông ta thủ. Tiểu huynh đệ, tuy nói thắng Hắc Bạch Tử không có khó, nhưng mà ngươi tấn công hắn ba đòn liên tiếp, hắn cũng không thể đánh trả. Vậy còn chiêu thứ tư chắc hắn cũng đánh trả được chứ? Tình thế vẫn không thay đổi, tôi công ông ta thủ. Vậy tổng cộng ngươi tấn công hết bao nhiêu chiêu hắn mới đánh trả được? Giảng bối tùy tiện suốt chiêu cũng không nhớ nữa.
Vị thiếu hiệp đây, đừng khiêm tốn quá. Cậu ấy tấn công tôi hết bốn mấy chiêu, tôi thật sự không có cơ hội đánh trả lại. Giảng bối chỉ có thể chịu thua thôi. Đúng là phi lý mà ha. Ê, tôi nói Phong lão tiên sinh là một nhân tài có tài năng xuất chúng của phái Hoa Sơn, nhưng mà kiếm pháp của ông ta dù gì cũng có giới hạn. Nếu như người đã tấn công hết bốn mươi mấy chiêu, vậy mà hắn cũng không có cơ hội để trở tay. Ê, giảng bối nói thiệt, không phải là đùa đâu. Kiếm thuật của vị thiếu hiệp đây đúng là xuất thần nhập quá. Nghĩ chắc đương kim võ lâm e là cũng chỉ có công lực của tiên sinh đây mới có thể so sánh với thiếu hiệp đây đó. Ăn nói sằng bậy à, ta không muốn nghe nữa, cút đi.